Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Tiệm mới có thêm được một chiếc Canon Dader thương hiệu của Mỹ. Xe khung càn trước thiếu một càn ạ. Nó bị thiếu một càn, không có đầy đặn, cho nên giá xe cũng hơi rẻ một chút ạ. Dạ, chiếc Canon Dader này size S ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m57 đến 1m70cm. Dạ, em xin phép báo giá nhận ship chiếc Canon Dader này về đến Việt Nam của mình, giá là 15 triệu ạ. Xe trong tình trạng còn rất là mới, rất đẹp ạ. Mất hết một càng bên tay phải rồi. Dây đi âm khung sườn luôn ạ. Dò dĩa còn rất là mới luôn, đẹp lắm. Cụ đề Shimano Atus ạ. Niềng và lớp còn rất là mới luôn. Khung sườn như là khung sườn xe mới luôn ạ. Tay bấm xả Shimano Atus. Yên xe còn rất mới ạ. Em đổi chiều xe ạ. Phanh thắng đĩa còn rất đẹp ạ. Niềng thương hiệu Canon Dader luôn. Niềng và lớp còn mới lắm. Phanh đĩa sau cũng mới tinh à. Xe em thấy còn mới lắm ạ. Dạ, không biết bên Việt Nam của mình dòng xe này có chuộng không nữa. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn có ai
có nhu cầu cần sử dụng chiếc này không? Giá chiếc này em ship về là 14 triệu ạ. Khung sườn thì chắc chắn lắm. Nó nặng dữ lắm ạ. Mấy chiếc này thấy người Nhật người ta biểu diễn hay lắm. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu cần sử dụng, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.